Hiệp 4 anh em ơi, hiệp 4 lên rồi. Hiệp 4 hôm nay em lên áo sơ mi là hiệp cuối cùng của đêm ngày 18 nha anh em. Tối nay 18 tháng 6 thì em lên áo sơ mi. Số điện thoại của shop là 0911 337 139. Anh em có nhu cầu là liên hệ giùm em à. Kết bạn Zalo nha anh em. Hồi tối, lúc tối em có lên cho anh em cái lô áo sơ mi này này. Tối nay em lên cho anh chị em tiếp một lô cuối cùng. Mà chắc chưa cuối cùng đâu. Nói chung là bữa nay còn một lô này nữa thì lên luôn. Mà không biết khi nào mới có lại thì chưa biết. Nếu hàng về lại có lại lên thì làm sao biết cuối cùng. Rồi. Sơ mi này thì đồng giá là 100.000 hết nha anh em. Tem vàng. Nói chung là con thì có đời con không. Mới phát hiện ra là nó như vậy đó. Áo sơ mi đồng giá 100.000 và chốt mã giùm em à. Em bán, em nói thiệt anh em, bán giá này là giá sale của em rồi đó. Cho nên anh em chịu khó chốt giùm em này. Vai 56, dài 77. Áo đều đẹp hết anh em. Chốt cho em mã 71. Ai chốt thì chốt mã 71 giùm em à. Con này mà bán đồng giá là tiêu đời rồi. Con này em về bán giá tiền nha. Cái dàn tem của nó này. Alo. Cái đó hồi tối hồi chốt hết rồi anh ạ. Cái đó hồi tối hồi chốt nguyên like đó hết rồi anh ạ. Dài 78 nha anh em. Vai 52. Dạ cái like đó ngày đêm ngày 17 là em bán mấy con giá đồng giá 600.000 là đêm sinh nhật của em thì hết sạch không còn con nào nữa anh ơi. Dạ. Dạ. Cái đó hết rồi nha anh. Con này vai 51, 52. Vai 52, 53. Sao anh? Dạ, anh theo dõi kênh giùm em với. Vì cái đấy em khui hàng bữa nào có thì em like ngày đấy. Nhưng mà chỉ có một đêm duy nhất đấy là có giá đó thôi anh ạ. Vì nhân dịp sinh nhật em tri ân khách hàng thôi. Chứ thông thường không có giá đó đâu. Dạ, bây giờ hết rồi anh ạ. Bữa nào anh vào xem tiếp đi. Dạ. Rồi, vậy nha anh. Dạ, cái đó hết rồi anh ạ. Dạ có, anh theo dõi đi anh. Theo dõi khi nào có là anh vào chốt giùm em nha. Mai mốt thì anh vào xem anh biết giá. Bây giờ anh đừng có hỏi em trước. Vì mỗi con, mỗi size, mỗi đời, mỗi giá đồ mới khác nhau, giá cả khác nhau. Rồi cái đấy cũng như vậy anh ạ. Tùy từng con. Anh có gì chúc em gọi lại nha. Bây giờ em đang còn like cho nên em không có thể nói dài với anh được á. Anh thông cảm nhé. Dạ. Dạ đúng rồi. Em đang like để tối đăng lên. Dạ em chào anh. Rồi cái con này em xin lỗi anh em nha. Áo thì rất là mới nhưng mà dòng này là tem nó liền, nó vẽ lên áo nha anh em. Đây là bằng mũ này. Rồi, con này em đo vai và bán giá. Vai 53, chất vải này mát nha anh em. Dài 78, con này em bán 150. 150.000. Mã 118. 150.000 mã 118.
Tiếp con này màu xanh ngọc. Dài tay nha anh em. Con này là vai 48 này. Dài áo 78. Áo thì đều đẹp nhưng mà cái cổ nó hơi dơ một chút, anh em về giặt giùm em cái nha. Ở đằng sau này cũng có một vết dơ loang nhẹ này, anh em về giặt giùm em cái. Tem thì còn mới kẽn luôn anh em ha. Rồi ai chốt con này thì chốt giùm em là mã 89 nha anh em. Mã 89. Tất cả những dòng này đều có cầu vai hết nha anh em. Có cầu vai hết nha. Con này là mới đẹp luôn này. Cổ thì không hề dơ gì hết, tem còn mới luôn. Con này vai 47. Dài 78. Mã 88 100.000 nha anh em. Em có một cái cặp này này. Thôi để em ghép vào một cái áo khác. Hay là anh em chốt được không? Thôi để em ghép vào một con áo khác. Chốt cho em mã 88 nha. Tiếp một con này màu xám xám như thế này. Tất cả là có cầu vai hết anh em. Vai 44. Dài 76. Rồi, mà đăng giờ này đăng sớm quá, họ có biết đừng xem hết. Chốt cho em mã 95. Mã 95 nha anh em. Con này là cổ nó cũng hơi dơ một chút, em like nhanh em đi lễ nha anh em. Con này vai 45. Dài 78. Ai chốt con này thì chốt giùm em là mã 87 ạ. Con này thì cái cổ nó hơi dơ chút, anh em giặt giùm em chút này. Có hai cái tem vai ha. Con này là vai 47. Dài 77. Đẹp luôn anh em. 150 mã 90. Tiếp con này anh em. Cổ ngon lành. Con này mấy con này hay dơ cổ thôi. Vai 55. Dài 78 ạ. Vai 55 dài 78. Chốt cho em mã 84 100.000 hết nha. Con nào không có tem thì giá khác thôi. À, có tem thì giá khác thôi. Rồi con này xanh ngọc. Vai 60. Có ai 60 không ta? Dài 80, vai 60, dài 80, chốt mã 87. 81, mã 81, mã 81 không phải 87. Con này không có cầu vai này anh em này. Cái con màu này là không có cầu vai nha. Tất cả là vải nó mềm. Con này anh em bận mát lắm á. Vai 47 ạ. Dài 83, anh em bận làm áo khoác rất là mát luôn nha. Áo này rất là mới luôn này. Làm một cái áo khoác mỏng chạy đường, hoặc là anh em bận đi ăn cổ, ăn lễ, đi lễ, đi tiệc, đi đâu cũng được hết. Bận trên người một con áo của Mỹ. Mã 63 nha anh em. 100.000 mã 63. Tiếp con này màu xanh ngọc này nha anh em. Vai 51. Hôm qua ai chưa chốt được bữa nay vào chốt nha. Dài 80. Hôm qua những ai mà chưa chốt được đồi vào chốt nha. Mã 70 ạ. Con đó mã 70 nha em. Con này màu nó hơi khác khác chút này. Con này vai 48. Dài áo 78 nha anh em. Chốt cho em mã 83. Mã 83. Màu xanh ngọc bữa nay hơi bị nhiều ha. Con này vai 49. Dài 78. Chốt cho em con này là mã 72. Tiếp con này nha em. Con này vai 49 luôn.
dài 80. Chốt cho em con này mã 68. Tiếp con này nữa nha em. Con này là vai 48. Chị em đọc đi. Dài 79. Con này mã 68. Con hôm qua em cầm con thì có đời mà. Con này coi có đời không mà. Con này không có đời anh em này. Mã 68. Rồi con này lại bị dơ cổ một chút này anh em này. À, nó dơ cổ một chút nha. Áo thì rất là mới luôn. Con này vai 51. Dài áo 80. Ai chốt con này chốt giùm em mã 73. Tiếp một con này nữa nha anh em. Cậu vai gắn lên giùm em cái. Vai 51 ạ. Dài áo 80. Chốt giùm em mã 74. Em gắn con cầu vai này lên nha. Anh em gắn cái cầu vai này lên nha. Đấy. Hôm qua cặp cầu vai là 250 phải không ta? Không. Đấy. Em bỏ cái cầu vai này vào nha. Bây giờ con này là giá của nó 250 và chốt mã giùm em này. Thấy không? Con này là vai 52. Dài 81. Ai chốt con này là mã 78. 250 nha anh em. Mã 78 250. Tiếp con màu xanh ngọc nha anh em. Con này là vai 46. Dài 77 à. Áo đều đẹp hết, chốt mã 77 giùm em này. Con này mềm anh em ơi. Con này chất vải mềm, mềm mát luôn á. Con này vai 50 ạ. Vai 50 dài tay. Dài áo 82. À, chốt cho em mã 75. Có ai chóng mặt thì ngã xuống nha. Con này cộc tay nha em. Vai 50. Dài áo 76. Chốt cho em con này mã 76. Áo đẹp nha anh em. Con này đẹp hết nha. Nhiều khi áo nó đều đẹp hết. Chỉ có cái cổ là nó bị dơ thì em báo cổ dơ thôi. Còn không dơ là nó không dơ. Vai của nó là 56. Anh em nào to này lát này. Dài áo 77. Chốt cho em con này mã 80. Cái cúc nó bung ra thì cài lại giùm em cái là có cầu vai thôi. Mã 80. Con này cao kim mềm nha anh em. Bà ơi, đi đây à bà? Vai 48. Bà ơi. Đã gì? Dài 77 nha anh em. Ai chốt con này chốt giùm em mã 66. Giờ toàn màu xanh ngọc không nha. Anh em ôm lô này hết là không còn nữa đâu này. Vai 50 ạ. Dài 77 nha anh em. Con này tem còn mới quá. Nó bẩn một nước cái nó vứt này. Anh em dòm tem này. Con này ở đằng sau có một chấm dơ nhẹ nhẹ thôi. Dơ này như kiểu nhà em dơ rồi là mình lết qua lết lại nó đụng vào thôi ha. Cái cổ này cũng dơ nhẹ nhẹ thôi. Nhá. Vai 50 ạ. Dài 81. Con này rất là mềm mại em này. Giờ chắc em kiếm một con này em bận đi lễ quá. Bận một con này đi lễ. Nó mát vô cùng. Rồi ai chốt con này mã 58.
Mã 58 nha anh em. Tiếp một con này vai 50-51 này. Dài 80. Chốt cho em con này mã 57 ha. Mã 57 nha anh em. Con này nó bị loang loang rồi. Con này bị loang rồi. Em có con này đang còn ở trong bọc luôn này anh em này. Đang còn trong bọc ha. Ở sau là Mark in USA này. Trong bọc đây, con này mới gọi là đập hộp này. Không. Bây giờ tạm thời em lấy cái bọc này ra em đo vai để cho anh em biết cái đã. Cái ấy của nó như thế này này. Đó, mã vạch, mã xuất kho nha anh em. Bây giờ em sẽ bán con này, đáng lẽ cái cặp vai này để vào đây mới đẹp này. Con này vai 45. Vai 45 nha anh em. Dài áo 80. Ai chốt con này 350 giùm em này. 350.000 đập hộp. Chưa có sử dụng nha. Chốt 350 giùm em. Này là không biết bỏ sao đây ta. Lôi ra rồi giờ không biết bỏ sao nữa luôn á. 350.000 nha anh em. Ta bỏ cho cái ba. Đấy là những con áo mà bữa hôm em lấy được 2-3 cái đập hộp như vậy á. Rồi tiếp một con này nữa nha em. Vai 53. Dài 79. Rồi ai chốt con này? Con này mới lắm. Vai 56 này, à, mã 56. Ai chốt con này mã 56 100.000. Mấy con này có khác gì con đập hộp đâu. Chẳng qua là không có hộp để đập nữa thôi. Con này mới kẹn luôn này. Vai 47 ạ. Dài 78. Con này là thua cái hộp nữa nha anh em. 250. Mã 55. 250.000 mã 55. Tiếp con này màu xanh ngọc nha anh em. Con này vai 49. Dài 76. Đã qua sử dụng nha anh em. Mã 67 100.000. Con này cổ này. Em khua nhanh đi lẹ mà nó. Vai 44. Dài 79 nha anh em. Vai 44 dài 79. Chỗ này có một chấm dơ nhẹ nhẹ này. Chốt cho em mã 61. Ở đây nó dơ chút anh em giặt giùm em cái nha. Con này cổ nó còn dơ một chút nha anh em. Áo rất là mới luôn nhưng mà nó dơ một chút. Vai 46. Dài 76. Chốt cho em mã 60. 100.000. Con này là chưa có sử dụng luôn này. Con này mới giống như chưa sử dụng nha anh em. Con này vai 46. Dài 80. Con này là nó chưa có sử dụng luôn á. 250 mã 62. Tiếp một con này cộc tay nha em. Con này cộc tay à. Vai 56. Dài 77 anh em. Chốt cho em mã 64. Mã 64. Gần hết rồi anh em ơi. Con này cũng rất là mới luôn này. Rất là mới luôn. Anh em dòm cái chất vải của nó còn hồ luôn ha. Rồi con này vai 47. Dài 77. Mới 98%. Mã 69 250.
Tiếp con này anh em còn gần hết rồi. Con này cái cổ nó cũng đã qua sử dụng rồi cho nên có cái vết nha. Con này vai 42, dài 69, 100.000. Chốt mã 79. Con này không có cái túi nào nha anh em. Mã 79. Con này cổ nó dơ một chút rồi anh em ơi. Cổ nó dơ rồi. Con này chắc khỏi bán đi. Con nào mà dơ thì dơ cổ quá thấy khó coi lắm. Con này cũng mới luôn này. Con này 97-98% luôn này. Cọc tay nha anh em. Vai 47, dài 77, mới luôn nha, thiếu cái hộp thôi. Mã 85, 250. 250 mã 85. Tiếp con này nha em. Con này vẫy mềm một con cuối cùng. Con này vai 47 anh em ơi, vai 47. Dài 80. Chốt cho em con này là mã 86. Mã 86. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh chị em ha. Hả? Ừ. Mã 86 nha anh em cảm ơn tất cả anh chị em. Em xin phép chào, chúc anh chị em ngủ ngon ạ. Nếu như qua 10 giờ rồi anh chị em muốn chốt thì anh em để lại một bình luận, một tin nhắn qua số điện thoại, em sẽ ưu tiên số điện thoại trước. Mai em sẽ đọc tin nhắn trả lời trước vào tới tiếp là Zalo ha. Rồi em xin phép chào.